Dụng của đất của dân. Xin chào hết tất cả những anh em đam mê chim cu ấy. Thì lâu nay mình ít có đưa một con bò mà mới bắt lắm nha anh em. Nhưng mà vừa rồi chuyến đây đi cách này 2 tuần rồi, là năm anh em chơi ở E5 sông Hinh nữa nha anh em. Chiều xuống hóc núi của Buôn Thứ đó, là tình cờ nha anh em, gần chỗ cái chỗ mà cái mỏ đá nó đang khai thác á, thì chiều anh em cũng làm mấy đi rậu rồi, thì 2 giờ chiều mà xuống là biết ở đó nó cũng có nhiều con chim nó chặn rồi nha anh em, chứ không phải là dở bét. Nhưng mà đặc biệt ở đó nó có chim, nó có chim gọi là nó chịu vừa đấu á, đấu để cho chim mồi mình vừa nó sung á. Thì tình cờ nha anh em, cái nghề đó là nó khiến sao là bài đồng. Con đồng này thì cái tiếng nó đồng mà ngó như nó chuông rồi nha anh em, chân đồng nói gọn như là đồng tiếng chuông vậy á. Thì con đồng chuông nó ít có lắm nha anh em, nó hiếm lắm. Nếu anh em đúng mà biết té thì nó chính xác, con đồng chuông nó khó có lắm. Thì vừa nhà nó cả ghế rồi, nhưng mà nó ghế chậm thôi, mình khó có thể mình quay video lắm nha. Làm con gù thì chắc chắn là 100% nó chưa gù rồi. Thì mình nói với anh em nha, một cái cây mít nhỏ thôi giữa cái đám đất kè á, thì tình cờ nó đang gù mái nha anh em, nó nghe mồi á, mà một con mồi rất là chiến nha anh em, rút nó vào. Hai con chim nó gù từ 2 giờ cho tới chiều sắm luôn. Và nó nhảy vào thì nói chung là bắt một con chim lồng lé là nó gù cỡ đó là cảm giác mà khu Buôn Thứ đó thì cũng không bao giờ bắt chim đâu nha anh em. Gặp những con chim rất là ác. Bắt vừa thì anh em nuôi, đặc biệt khu Buôn Thứ đó nó cũng gần người, vì họ đang khai thác mà đá đó thì nó cũng quen người. Anh em vừa nuôi con chim nó rất là mau dạng và cũng mau lên lắm nha anh em. Thì cái nết mà chưa vào á, còn ở ngồi á, thì hình như là nó chỉ biết gù và gù thôi. Và chạm vào trong lòng trong cái cây rồi á, thì ta thở hiện ra một con chim cán, nó gù rất là ác nha anh em. Và bắt vào anh em xem nè, to như con bồ câu nha anh em. Lòng lẽ nó chéo bên đó, nó rụng lòng sơ bên đó, nó mới có lú ra. Thì nè, cái lòng măng nó anh em, 2 tầng rồi nha anh em, 2 tầng rồi, nó đã phúng lông rồi. Thì đây những anh em nào chốt con chim này vừa đã nuôi thì mình có thể mình không gửi liền, mình nhận tiền anh em trước thì được, nhưng mà con chim này đỡ mình nuôi cho anh em là 50 ngày tháng không được, cho nó đẹp hết, nó ấm mình mới gửi đi, cho nó dập phải lông uống, vì nó đang thè mới bắt vừa mình đưa anh em liền thì được. Nhưng mà mình nuôi nó đẻ hơn 2 tuần rồi, nó đẻ lôi cọng lông măng ra rồi, thì mình không, anh em có chuyên tới dần chuyển thì, nhưng mà mình cũng không gửi nha anh em, mình phải đỡ nuôi cho anh em, gửi đi là dập nó uống nha anh em, nó mất sức. Đây là thủ thở nè anh em, xem nè, từng cái miệng nè anh em, à chi quam nè, cặp mắt nè, khung cơm nè anh em, à khung cơm nè, khung cơm của nó thì anh em thấy cái ban cơm không, cái ban cơm thì rất là đẹp nha anh em. Và nó đứng cái thu nè, đỡ mình sẽ cố gắng quay cho anh em xem nha. Đứng cái thu nè, chung là nó dài mà đều mặt nó ác nha anh em. Thì mình chỉ anh em nào thích, mến mình, tin tưởng mình thì alo mình cũng gọi là lấy cái tôm thôi, chỉ giao lưu làm kỷ niệm cho anh em. Vừa anh em đặt cái tên nó là con đồng Buôn Thứ, đồng chuông Buôn Thứ nha anh em. Vừa anh em nuôi anh em chơi, anh em đào tạo lên sau này không bao giờ tốn công sức bỏ ra để nuôi con chim này nha anh em. Khu vực Buôn Thứ đó là anh em lên con mồi là anh em tự tin. Còn gặp chân nó thì ban giấy rất là đều đẹp, hai bên giấy đóng nhân rất là đều nha anh em, nhân rất là đều đó. Thì cái nết na con chim này thì sau này mà lên đứng lông rồi á, thì anh em chắc mình nghĩ là cứ khua là nó nghe chim ngồi ghế là trong lòng nó đổ thôi. Riêng con chim này nè,
xe ông này cứ khua khua là nó đổ thôi nha anh em. Đó, anh em nhìn cái giăng đọt này rất là hiểm. Và ngực to tràn xuống cà khống nha, nói chung là con chim này ngồi là dùng từ là cà khống ấy cho nó anh em dở nhìn nhận. Què gu thì mình đã nói rồi, vào cái cây mít nó gu từ 2 giờ nó gu cho tới chịu sầm tối luôn nha anh em, nó mới chịu nhỉ. Rồi anh em nào cứ muốn nuôi một con bối cho ăn, chăm sóc từ từ hàng ngày nó lên, rồi anh em làm hầu vợ sau này để có một con mồi đặt tên là Đồng Buôn Thứ, thì anh em cứ alo mình sẽ không làm anh em là buồn và thất vọng về cái những cái gì mình tẻo vườn kia mày đâu. Anh em nuôi lên là anh em sẽ kém nhận, anh em chơi anh em sẽ biết, lúc đó anh em sẽ mới nhìn nhận được mình té con chim trong video nó như thế nào là nha anh em. Còn giờ bối nó mới, anh em chưa hiểu được đâu, anh em cứ anh em nuôi thì anh em đặt niềm tin vào mình thôi, sau này nó sẽ nổi lên rồi anh em mới biết giá trị của một con chim mình đưa lên cho anh em xem nha anh em. Rồi, mình chào anh em.